Nghe vậy nhưng không phải vậy. Bông tím bóc phốt sự thật đằng sau những cái tên. Anh em TikTok thi nhau vào check. Hay lắm mọi người ơi, cha mẹ mình đặt tên như thế nào là con người mình nó đi ngược lại. Tên khai sinh chính nghĩa. Nhưng mà sống lương lẹo, giả dối, luồn lách. Với mấy người tên nghĩa hay nói chuyện vô chi vô nghĩa đó. Tên khai sinh Hà. Hà là tông là nước nôi rồi đó, phì nhiêu rồi đó. Nhưng mà nè, người nè cằn cỗi khô héo, già nu héo hon khô khan. Ê nghĩa một tiền ấy. Chị tên gì? Tên khai sinh Kim Ngân. Ngân, ngân là tiền, là ngân lượng đó. Mà thiếu tiền không à, nghèo mới bán tên Ngân hay nghèo lắm. Trời ơi, một tiền. Minh 18 x 2, 17 x 3, 21 x 6, căn bậc 3, cửa 8. Thế chung nó tinh minh nhưng mà nó không hề thông minh. Không có biết một cái gì hết á. Gì? Chị Hiền. Tên Chí Thiện mà sống tàn ác nha quý vị. Bà tên gì? An. Tên An, cuộc đời nó không yên ổn, không bất an lắm, sóng gió, đợi gặp đủ cái chuyện. Tên khai sinh Phú. Tên Phú nha mọi người, Phú nghe là phú quý giàu sang mà nhìn nó rất là hèn nghèo khổ. Nhìn nó rất là khổ tay, không có hề phú thế nào đó. Em mời mong tên cái đi. Tên Đạt, Thành Đạt. Đó, thành công mày nổi kiểu đó. Thất nghiệp.